Chào mừng bạn đã quay trở lại với video hướng dẫn của iRobloc. Đây là video thứ tư trong series video về hướng dẫn về cách tạo gian hàng trên hệ thống. Ở video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để tạo cái mã giảm giá để bạn có thể áp dụng vào những chiến dịch marketing của bạn. Bạn kích vào phần tổ chức và kéo xuống phần cửa hàng, rồi kích vào phần mã giảm giá. Ở phần mã giảm giá này thì bạn hãy kích vào thêm phiếu ưu đãi để có thể thêm phiếu ưu đãi mới hoặc là sửa những cái phiếu ưu đãi cũ của bạn. Đây mình sẽ thêm một phiếu ưu đãi mới. Ở phần mã ưu đãi, bạn hãy nhập cái mã ưu đãi của bạn và mong muốn vào đây. Dù mình sẽ nhập một cái mã ưu đãi đó là 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mô tả mã ưu đãi cho khách hàng mua sản phẩm trên 10 triệu. Ở phần loại giảm giá thì bạn hãy chọn là chắc có 4 phương thức để cho bạn lựa chọn, đó là giảm giá trên giỏ hàng, nghĩa là số tiền giảm giá cho một giỏ hàng. Thứ hai là phần trăm giảm giá trên giỏ hàng, hoặc giảm giá trên sản phẩm, hoặc phần trăm giảm giá trên sản phẩm. Ở đây mình sẽ chọn là giảm giá phần trăm giảm giá trên giỏ hàng. Và đây mình sẽ là giảm giá 20%. Và mình muốn cho hàng giao hàng miễn phí hay không thì mình hãy kích vào đây. Ngày hết hạn phiếu ưu đãi, mình sẽ nhập cái ngày hết hạn của cái phiếu này theo định dạng là năm tháng ngày là 2016 tháng 12 ngày 30 là hết phiếu ưu đãi. Chiết khấu giảm giá khuyến mại cho cộng tác viên, như nếu bạn đã là một cộng tác viên thì bạn sẽ được giảm giá nhiều hơn, thì tôi sẽ nhập cái phần trăm cao hơn vào đây, ví dụ 30%. Phần hạn chế sử dụng là cái phần mình sẽ định giá là khi khách hàng mua bao nhiêu tiền trở lên hoặc bao nhiêu tiền trở xuống thì mới được sử dụng mã ưu đãi này. Mình sẽ nhập cái chi phí vào đây. Tức là mình sẽ nhập là sản phẩm của bạn phải trên 1 triệu, cửa hàng của bạn trên 1 triệu mới được giảm giá, hoặc là tối đa là 20 triệu. Ok. Chỉ dùng cho cá nhân. Nếu bạn dùng cho cá nhân thì hãy tích vào ô ở trên, còn không bao gồm các sản phẩm giảm giá thì bạn hãy tích vào ô ở dưới. Ngoài ra thì có một số cái tính năng khác ở bên dưới này để bạn. Ví dụ bạn muốn giảm giá cái mã phiếu ưu đãi này chỉ giảm giá cho sản phẩm nào thì bạn hãy nhập vào đây. Ví dụ áo, mình sẽ nhập là iPhone chẳng hạn. iPhone. Đây sẽ có những cái sản phẩm iPhone như này. Ví dụ mình sẽ giảm giá cho sản phẩm iPhone 7 thì mình sẽ kích vào iPhone 7. Hoặc là không bao gồm những sản phẩm. Ở đây mình sẽ không giảm giá cho sản phẩm áo chẳng hạn. Thì mình sẽ nhập chữ áo vào đây và chọn sản phẩm. Tương tự như các cái danh mục bên dưới này. Một phần nữa là các giới hạn sử dụng. Các giới hạn sử dụng là giới hạn nghĩa là cái mã giảm giá này của bạn thì được dùng bao nhiêu lần, hoặc là mỗi người sử dụng thì sẽ được sử dụng được bao lần. Ví dụ cái mã này mình sẽ cho sử dụng là 5 lần. Với một người sử dụng là mỗi người chỉ sử dụng được 2 lần. Rồi, mình sẽ khi kích vào đăng bài viết thì mã giảm giá này sẽ được áp dụng. Rồi mình sẽ bây giờ mình sau khi mã giảm giá được update, mình sẽ vào trong cái shop của mình để mình mua thử sản phẩm. Ví dụ mình sẽ mua cái sản phẩm đó là iPhone 7 với giá là 12 triệu ở đây. Mình sẽ nhập thử cái mã giảm giá là từ 1 đến 9 ở đây. Kích vào áp dụng. Như ở phần tổng của đơn hàng, bạn có thể thấy giá sản phẩm là 12 triệu, sau khi được giảm giá là giảm 2 triệu tư. Và bây giờ sản phẩm chỉ còn là 9 triệu 6. Vậy là bạn đã tạo được cái mã giảm giá thành công. Bạn hãy tạo thêm một số cái mã giảm giá khác để cho từng cái đối tượng bạn muốn sử dụng hoặc là từng sản phẩm bạn muốn sử dụng. Chúc bạn thành công.